Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 17. Khi Abraham được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Abraham bèn sấp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sinh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sinh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Còn Sarai vợ ngươi chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc, những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sinh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sinh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac. Độ khoảng này năm tới, Sarah phải sinh cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Abraham ngự lên. Chính ngày đó, Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy các người nam trong nhà, hoặc sinh tại đó, hoặc đem tiền ra mua về, mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và khi Abraham chịu phép cắt bì, thì đã được 99 tuổi. Còn Ismael con người, khi chịu phép cắt bì, thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ismael chịu phép cắt bì, và mọi người nam trong nhà, hoặc sinh tại đó, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, đồng chịu phép cắt bì với người. Chương 18. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham nơi lùm cây giả bộp của Mamre, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Abraham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa,
xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường. Vì cớ ấy nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng, hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Đoạn Abraham lật đật vào trại đến cùng Sarah mà rằng, hãy mau mau lấy 3 đấu bột lọc nhồi đi rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong dọn ngay trước mặt các đấng. Còn người thì đứng hầu trước mặt dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Abraham rằng, Sarah vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng, kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng, trong độ 1 năm nữa ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời này. Và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao. Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng, già như tôi thế này dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng, cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng, có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sinh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong 1 năm nữa ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng, tôi có cười đâu. Nhưng ngài phán rằng, thật, ngươi có cười đó. Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sodom. Abraham cũng theo để tiễn bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Đức Giê-hô-va phán rằng, tiếng kêu oan về Sodom và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Vậy các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom, nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham lại gần và thưa rằng, Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến đổi kẻ người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? Đức Giê-hô-va phán rằng, nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Abraham lại thưa rằng, mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Hoặc trong 50 người công bình rủi thiếu hết 5, vì cớ 5 người thiếu, Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng, nếu ta tìm được có 45 người, ta chẳng diệt thành đâu. Abraham cứ thưa rằng, ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng, ta sẽ chẳng diệt đâu vì tình thương 40 này. Abraham tiếp, tôi xin Chúa đừng giận thì tôi sẽ thưa, ngộ trong đó chỉ có 30 người thì sẽ ra sao? Ngài phán, nếu ta tìm trong đó có 30 người thì ta chẳng diệt đâu. Abraham thưa rằng, tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa, nếu chỉ có 20 người thì lại làm sao? Ngài rằng, vì tình thương 20 người đó ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Abraham lại thưa, xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa, còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng, ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Abraham thì Ngài ngự đi, còn Abraham
trở về trại mình. Chương 19. Lối chiều, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó, Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. Người thưa rằng: "Này, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân rồi sáng mai thức dậy lên đường." Hai thiên sứ phán rằng: "Không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường." Nhưng Lót cố mời cho đến đổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sodom, từ trẻ đến già, tất cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: "Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết." Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: "Này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi." Bọn dân chúng nói rằng: "Ngươi hãy tránh chỗ khác." Lại tiếp rằng: "Người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia." Đoạn họ lấn ép Lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều quán lòa mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: "Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt." Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: "Hãy trỗi dậy đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành." Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: "Hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng?" Nhưng Lót lần lửa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Vả khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: "Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi kẻ phải bỏ mình chăng?" Lót đáp lại rằng: "Lạy Chúa, không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp, trước khi tai nạn đến thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ lại cũng gần, đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi, thành này há chẳng phải nhỏ sao?" Thiên sứ phán rằng: "Đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi." Bởi cớ ấy nên người ta gọi tên thành này là Soa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì Lót vào đến thành Soa. Đoạn Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sodom và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sodom và Gô-mô-rơ cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói như khói của một lò lửa lớn. Vả khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Áp-ra-ham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Lót ở Soa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia.
Cô lớn nói cùng em mình rằng: cha ta đã già mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng: này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi. Hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha. Nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. Nàng lớn sinh được một con trai, đặt tên là Mô-áp, ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sinh đặng một con trai, đặt tên là Ben-Ammi, ấy là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Chương 24. Chớ ganh ghét kẻ làm ác, đừng ước ao ở cùng chúng nó, vì lòng chúng nó toan điều hủy phá và môi họ nói ra sự tổn hại. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên và được vững vàng bởi sự thông sáng. Nhờ sự tri thức, các phòng vi đều được đầy đủ, các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ. Người khôn ngoan có sức mạnh và người tri thức gia thêm năng lực. Vì con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc, đâu có nhiều mưu sĩ thì đặng toàn thắng. Sự khôn ngoan lấy làm cao xa quá cho kẻ ngu dại, nó không mở miệng ra nơi cửa thành. Kẻ nào toan làm điều ác, người ta sẽ gọi hắn là kẻ gian dảo. Tư tưởng ngu dại là tội lỗi, kẻ nhạo báng lấy làm gớm ghiếc cho loài người. Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con nhỏ mọn thay. Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi siêu tó tới chốn hình khổ. Nếu con nói chúng tôi chẳng biết gì đến, thì đấng mà cân nhắc lòng người ta há chẳng xem xét điều ấy sao? Và đấng gìn giữ linh hồn con há không biết đến ư? Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao? Hỡi con, hãy ăn mật vì nó ngon lành, tàn ong lấy làm ngọt ngào cho ổ gà con. Con sẽ biết sự khôn ngoan nên linh hồn con cũng như vậy. Nếu con đã tìm được sự khôn ngoan, ắt sẽ có phần thưởng, và sự trông đợi của con sẽ chẳng phải thành luống công. Hỡi kẻ ác, chớ rình rập nhà người công bình, đừng phá tan chỗ nghỉ ngơi của người, vì người công bình giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng. Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở, kẻo e Đức Giê-hô-va thấy điều đó mà chẳng đẹp lòng, bèn cất cơn thạnh nộ Ngài khỏi nó chăng. Chớ nổi giận vì cớ kẻ làm ác, cũng đừng ganh ghét những người hung dữ, vì kẻ làm gian ác sẽ không được thiện báo, và đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi. Hỡi con, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính vua, chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch, vì sự tai họa của chúng xảy đến thình lình, và ai biết sự phá hại của người này người kia. Những ngôn ngữ này cũng do kẻ khôn ngoan mà đến. Trong việc xét đoán tư vị người, ấy chẳng phải tốt lành. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình, sẽ bị dân tộc rủa sả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình. Còn người nào quở trách kẻ ác, ắt sẽ được đẹp lòng, và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Ai đáp lời chính đáng, tất nhiên hôn nơi môi miệng vậy. Hãy sửa sang công việc ở ngoài của con, và sắm sẵn tại trong ruộng con, rồi sau hãy cất nhà của con. Chớ làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận mình. Con há muốn lấy môi miệng mình mà phỉnh gạt sao? Chớ nên nói, tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi. Tôi sẽ báo người tùy công việc của người. Ta cứ đi ngang qua gần ruộng kẻ biếng nhác và gần vườn nho của kẻ ngu muội. Thấy cây tật lê mọc khắp cùng, gai gốc che khuất mặt đất và tường đá của nó đã phá hư rồi.
Ta nhìn xem bèn để ý vào đó, ta thấy và nhận được sự dạy dỗ. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút, thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi dạo, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí. Chương 3. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ cất lấy chói và gậy khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhờ. Ngài sẽ cất lấy những người mạnh mẽ, chiến sĩ, quan xét, đấng tiên tri, thầy bói, trưởng lão, cai đội, dòng quý phái, mưu sĩ, lương công và thuật sĩ. Ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ làm quan trưởng, và con nít sẽ cai trị họ. Dân sự hà hiếp nhau, người với người, lân cận với lân cận. Con nít lấn lướt kẻ già cả, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng. Khi một người sẽ bắt anh em mình tại nhà cha mà nói với rằng: ngươi có áo choàng, hãy làm đầu chúng ta, và sự bại hoại này hãy thuộc về dưới tay ngươi. Trong ngày đó, người kia lên tiếng đáp rằng: không, ta không làm thầy chữa lành, vì trong nhà ta không có bánh, cũng không có áo, chớ lập ta làm quan cai dân sự. Jerusalem phải nghiêng úp và Giu-đa siêu đổ, vì lời nói việc làm của họ nghịch cùng Đức Giê-hô-va và trêu chọc con mắt của uy nghiêm Ngài. Bộ mặt họ làm chứng nghịch cùng mình, họ biêu tội rõ ràng như thành Sô-đôm, chẳng giấu chút nào. Khốn thay cho linh hồn họ vì họ đã làm hại cho mình. Hãy rao cho kẻ công bình được phước, vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình. Khốn cho kẻ hung ác, ắt mang họa, vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra. Dân ta bị con nít hà hiếp và đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc, và họ phá hoại đường lối ngươi. Đức Giê-hô-va dấy lên đặng biện luận, Ngài đứng mà xét đoán các dân. Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó. Ấy, chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho của cướp bóc kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi. Các ngươi có ý gì mà đè ép dân ta, giày vò mặt kẻ nghèo khó? Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: vì những con cái Si-ôn kiêu ngạo, ngóng cổ bước tới, liếc mắt trêu ngươi, vừa đi ổng ẹo, vừa khua động tiếng dưới chân, nên Chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái Si-ôn đóng vải, và Đức Giê-hô-va sẽ lột chuồng chúng nó. Trong ngày đó, Chúa sẽ cất những vòng mắt cá họ trang sức đi, cái lưới và cái cài, hoa tai, xuyến và lúp, mão, chuyền mắt cá, nịt lưng, hợp hương và bùa đeo, cà rá và khoen đeo mũi, áo lễ, áo lá rộng, áo choàng, túi nhỏ, gương tay, vải mỏng, khăn bịt đầu và màn che mặt. Sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho, dây tói thay vì nịt lưng, đầu sói thay vì tóc quăn, bao gai quấn mình thay vì áo dài phấp phới, dấu phỏng thay vì sắc đẹp. Lính chiến ngươi sẽ ngã dưới gươm, những kẻ anh hùng ngươi sẽ bị tử trận. Các cửa nó sẽ than khóc và thảm sầu, nó vắng vẻ ngồi trên đất. Chương 4. Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ bắt lấy một người nam và nói rằng: chúng tôi ăn bánh của mình, mặc áo của mình, chỉ xin cho phép chúng tôi mang danh ngươi, hãy cất sự xấu hổ của chúng tôi đi. Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Israel, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Phàm những kẻ còn lại ở Si-ôn, những kẻ sót lại ở Giê-ru-sa-lem, tức là những kẻ ở Jerusalem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh. Khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn,
tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi giữa nó. Trên khắp nơi núi Sion, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm, vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển. Sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng ban ngày và dùng làm nơi núp chỗ đuột cho khỏi gió táp mưa sa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.